quế nè cả nhà. Mình đã xong cháo yến mạch. Chúc cả nhà thành công. Rất là dễ nấu, chỉ cần 5 phút là mình có cháo cho em bé ăn hoặc là người già rồi. Mình cũng rất thích cái món này, ăn rất là bổ á. Hello, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Kim OK. Yeah, cái tay. Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một cái món cháo rất là có dinh dưỡng cho người già và trẻ em. Đó là cháo yến mạch. Cái này thì ăn với lại đường, với lại bột quế cả nhà, với bơ. Chỉ cần mình 5 phút thôi là mình có cháo rồi. Đây mình có 120g bột yến mạch này cả nhà. Và mình có 0,4ml sữa tươi. Sữa tươi không đường nha cả nhà. Và mình cho một muỗng cà phê muối. Bây giờ mình sẽ cho hết cái bột yến mạch này vô trong nồi. Rồi mình trộn cái sữa này luôn. Cho sữa vô luôn. Mình nấu cho nó sôi khoảng từ 3 đến 4 phút. Đây là mình có nửa muỗng cà phê muối. Nhớ quậy ra, tại cái yến mạch này nó mà nó nóng lên là nó hay bị đóng vóng cục ở dưới á. Nếu mà cả nhà ăn lỏng thì mình cho xíu thêm sữa, còn này là nấu để lát mình coi thôi nó nở ra thêm như thế nào, tại vì tùy cái yến mạch nó hay nở ra. Mà cái này nè cả nhà, mà có em bé nấu cho em bé ăn rất là bổ luôn. Cái tại cái yến mạch này mình bỏ vào trong sữa mình nấu là nó mềm ra nhanh. Ở đây thì người ta hay ăn cái món này ăn trưa, buổi trưa người ta ăn nhẹ. Ở đây thì chỉ có ăn một buổi tối là món chính thôi, ăn một buổi ăn chính là buổi tối khoảng từ 3 giờ chiều tới 6 giờ, đó là giờ ăn chính của người ta. Chứ sáng là người ta ăn bánh mì, trưa là người ta ăn súp hoặc là ăn cháo hoặc là cũng ăn bánh mì nữa, rồi ăn súp cá, súp bông cải, nhiều súp lắm. Hôm nào mình sẽ chia sẻ từ từ cho cả nhà. Súp cà chua, súp bông cải, súp cá, nhiều món súp á, mình học rất là nhiều món súp. Mà ở đây nó có bán mấy cái bịch mà nấu súp sẵn, nhưng mà mình không có. Lúc trước thì mình mua về mình nấu rất là nhanh, nhưng mà giờ mình học mình biết cách nấu rồi cho nên tự mình nấu rồi, chứ mình không có mua sẵn. Cái súp cá nó cũng có cái bịch sẵn, mình chỉ cần đổ nước đổ sữa rồi mình cho cá được thôi. Giờ mình biết nấu rồi. Súp spinach ăn cũng rất là ngon luôn á. Giờ mình chờ cho nó sôi khoảng 4 phút nha cả nhà, từ 3 đến 4 phút là nó mềm. Cái này rất là thơm, bột quế rắc lên xong rồi rắc đường ra. Đường thì tùy theo mỗi người. Mình ăn ngọt thì mình cho nhiều đường, còn mình ăn vừa ăn kiêng thì mình dùng đường ăn kiêng. Có người không đường nữa, nhưng mà ông xã mình thì ông thích bỏ đường lên. Bỏ đường xong rồi rắc bột quế lên, xong lúc nó còn nóng mình bỏ bơ lên nữa. Món này mà mấy
đứa bé nít đó, mới biết ăn á, cả nhà nấu cho nó ăn rất là bổ luôn. Nếu mà nó lợn cợn á, nó ấy thì cả nhà nấu cho nó lâu tí xíu, cho nó sôi khoảng chừng 5-6 phút là được rồi, nó mềm lắm. Cái này là mình người lớn mình ăn á, thì mình nấu nó vừa vừa, còn con nít á, nó ăn á, thì mình nấu cho nó lâu tí xíu. Bên đây nấu cái món gì á, cháo cũng bỏ sữa, rồi súp cũng bỏ sữa, mà đó mình mới qua mình không có ăn được, nó khó ăn, nó ngọt ngọt, mà giờ mình ăn quen rồi đó. Cả nhà giờ nó đặc rồi nè, thấy không đó, nếu mà cả nhà muốn ăn lỏng thì thêm sữa, cả nhà muốn ăn nó đặc á như vậy á thì là vừa rồi. Mình nếm lại thử coi nó có mặn hay là nó vừa cả nhà, coi nó béo. Mình nấu cho nó 4 phút nha. Nó béo lắm cả nhà ơi. Mình để lửa nhỏ thì là nhỏ, mình đậy nắp lại cho nó sôi, nó sôi 4 phút. Sau mình quay lại nha. Nhà ơi, mình nấu cho nó sôi 4 phút, bây giờ nó đặc lại rồi nè, thấy không? Giờ nó cũng mềm rồi đó. Đó, cả nhà muốn ăn lỏng thì mình cho thêm sữa. Còn nhà mình thì ăn đặc đặc vậy nè. Quấy lên nha. Đây nè, bột quế nè cả nhà. Rồi đường thì mình ăn bao nhiêu thì mình cho nha. Nóng á, mình cho cục bơ lên, xong nó sẽ chảy với bơ thì ra ăn rất là ngon. Đây mình đã xong cái cháo yến mạch rồi nè cả nhà. Bây giờ bơ nó chảy ra nè cả nhà, thấy không, rất là ngon luôn. Sau rồi mình ăn thì mình sẽ rắc đường lên. Bột quế rất là thơm. Nhà thành công. Rất là dễ nấu, chỉ cần 5 phút là mình có cháo cho em bé ăn rồi, hoặc là người già rồi. Mình cũng rất thích cái món này, ăn rất là bổ á.